giờ đang chờ đợi trong hai cái trang web đó thì hãy chờ đợi tiếp theo. Từ đây đến chiều tôi rảnh tôi quẩn tôi làm. Ok rồi, bây giờ trở lại bản tin đầu tiên nè. Một cuộc thăm dò ý kiến chấn động. 75% cử tri chấp nhận Donald Trump là tổng thống hợp pháp. Wow. Tổng thống hợp pháp. Cái điều này nó làm chúng ta ngạc nhiên ha. Ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên về điều này. Có nghĩa rằng là không ai đặt câu hỏi về kết quả bầu cử nữa. Giống như chúng ta của 2020. Khi mà rất là nhiều vấn đề kiểm phiếu sau ngày bầu cử, đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục leading đảng Cộng Hòa sau ngày bầu cử. Thì 75% này có nghĩa rằng là họ đã chấp nhận ông Trump là một tổng thống vừa đắc cử cái lá phiếu đại cử tri đoàn, vừa đắc cử cái lá phiếu phổ thông, vừa nắm cái thượng viện và chuẩn bị nắm cái hạ viện. Phần lớn cử tri ghi danh đã chia sẻ phản ứng của họ khi tổng thống đắc cử Donald Trump giành chiến thắng tại bầu cử lần thứ hai. Trong cuộc thăm dò của tờ báo Economist YouGov được tiến hành vào ngày thứ tư, ngày thứ năm, cho thấy 75% cử tri ghi danh, bao gồm 53% cử tri của bà Harris, tức là majority, là đa số, và 97% cử tri của tổng thống Trump cho biết họ chấp nhận tổng thống Trump là tổng thống hợp pháp. Tờ báo YouGov đưa tin rằng sau cuộc bầu cử thì đánh giá của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về đất nước đã thay đổi. Chỉ trong một tuần trước cuộc bầu cử, tỷ lệ đảng Cộng Hòa cho rằng đất nước nhìn chung đi đúng hướng, tăng gấp 3 lần, khi tỷ lệ đảng Dân Chủ cho rằng đã giảm khoảng một nửa. Trong suốt chiến dịch, bà Harris thường đánh giá cao hơn tổng thống Trump. Hiện tại khả năng của ông được đánh giá cao hơn Kamala Harris. Theo tờ báo The Private News, tổng thống Trump đã bảo đảm được con đường được ngửa 270 đại cử tri đoàn và chiến thắng của tiểu bang Pennsylvania. Họ cũng cho rằng là sự thay đổi là động thái đầu tiên chuyển hướng sang cánh hữu lớn nhất tổng thống Reagan đắc cử của năm 1980. Các tiểu bang chuyển dịch nhiều nhất sang bên phải gồm có tiểu bang của đảng Dân Chủ kiểm soát như tiểu bang California, New York, Connecticut, Illinois, New Jersey, Florida, tiểu bang Texas cũng chuyển dịch đáng kể sang bên phải. Trước khi nói chiến thắng của mình, tổng thống Trump cho biết đây là một chiến thắng tuyệt vời cho người dân của Hoa Kỳ. Chúng ta có một đất nước cần được giúp đỡ, đất nước này cần được giúp đỡ và chúng ta sẽ sửa chữa cái biên giới của mình. Chúng ta sẽ sửa chữa mọi thứ cho cái đất nước của chúng ta. Ok rồi. Đây là cái bản tin cập nhật mới nhất. Cho quý vị, khi mà toàn bộ cái lá phiếu kiểm đến từ tiểu bang Wisconsin, tổng thống Trump lần đầu tiên chiến thắng tại tiểu bang này, lần đầu tiên một thành viên của đảng Cộng Hòa luôn, chứ đừng nói vấn đề đâu cho nó xa, kể từ tổng thống Reagan đến ngày hôm nay. Lần đầu tiên một thành viên của đảng Cộng Hòa chúng ta, đó là Donald J. Trump, chiến thắng tại tiểu bang Wisconsin với biên độ 1%. 1% tại tiểu bang Wisconsin. Cái biên độ này thật lớn. Và ngày hôm nay, sau khi tiểu bang California đã đổ thêm vài phần trăm của số phiếu, tổng cộng là 11 triệu cử tri đi bầu, thì tổng thống Trump đã được 74 triệu 340 ngàn cái lá phiếu. Kamala Harris là 70 triệu 242 ngàn cái lá phiếu, vẫn còn thua cuộc 15 triệu cái lá phiếu dưới thời của Joe Biden. Trở lại cập nhật cái ghế trên thượng viện đó, thì quý vị cũng rất là chờ đợi đúng không, cái ghế của bà Kama, của bà Carrie Lake, thì bây giờ khoảng cách là bây giờ là 1.2%, cũng rất là khó khăn cho bà Carrie Lake. Riêng cái tiểu bang Pennsylvania thì bắt đầu tụi nó kiếm thêm nhiều cái lá phiếu, và sự khác biệt con Dave McCormick và Bob Casey là mức 0.4%. Tôi nghĩ cái tiểu bang Pennsylvania tụi nó đang ma thuật tại đây nè quý vị. Bây giờ tôi nói rằng là từ sáng tôi mới thấy cái thông tin mới, nó nói rằng là bây giờ có 100.000 cái lá phiếu đang chuẩn bị đến và đi kiểm. Bây giờ tôi nói quý vị, nếu mà tổng thống Trump mà không thắng outright trong cái ngày bầu cử trên tiểu bang Pennsylvania biên độ trên 1%, là tụi nó sẽ ma thuật y chang luôn.
Tới bây giờ, sự khác biệt giữa thành viên của đảng Cộng Hòa và thành viên của đảng Dân Chủ là 0.5%. Mà tụi nó vẫn chưa tuyên bố là thua cuộc. Thì we'll see what happened. We'll see what happened, kính thưa quý vị. À, có thử coi, thì giờ cái tờ báo AP thì tuyên bố đó nha. Tờ báo AP thì tuyên bố rằng là cái đảng Cộng Hòa chúng ta thắng cái ghế tại Pennsylvania. Nhưng một số tờ báo khác thì vẫn chưa tuyên bố. Và họ nói rằng là cái quá trình kiểm phiếu vẫn còn. Thì tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu cái lá phiếu nó sẽ được đổ vào tại cái quận Philadelphia. Trong khi đó thì cái bản tin mới nhất vừa mới cập nhật cho quý vị, đó là người đứng đầu của Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa chúng ta, đó là ông Chủ tịch Wadley, nó là luật sư của chúng tôi, đang theo dõi nhiều của tiểu bang và tiếp tục để bảo vệ cái lá phiếu cho đến khi tất cả những cái lá phiếu được finalize. Thì điều này nó hoàn toàn cho chúng ta sự nghi ngờ. Ngày hôm nay mà tại Philadelphia mà còn cái kiểu này nữa thì tôi cũng chẳng hiểu cái câu chuyện nó như thế nào. Thành ra cái biên độ thấp nó rất là nguy hiểm nha quý vị. Rất rất nguy hiểm. Ok, và welcome một lần nữa tất cả các quý khán tính như là trở lại chương trình của những bản tin tổng hợp. Xin trở lại với chúng ta bản tin tổng hợp tiếp theo của ngày hôm nay là gì? Ok, thì ông thượng nghị sĩ Marino đã tuyên bố thắng cử, tức là ông tuyên bố thắng cử rồi người kia thì chưa tuyên bố thua cuộc. Họ cho rằng là vẫn đang kiểm phiếu. Ok. Thì đây là bài phát biểu mới nhất thượng nghị sĩ đắc cử Bernie Moreno. Chúng ta sẽ không quay lại cái đảng Cộng Hòa cũ. Đó là cái đảng Cộng Hòa của Liz Cheney, cái đảng Cộng Hòa của Dick Cheney, cái đảng Cộng Hòa của Bush 43. Đảng Cộng Hòa sẽ không quay lại với đảng Cộng Hòa cũ. Thượng nghị sĩ vừa đắc cử Ohio Bernie Moreno đã phát biểu trong lần xuất hiện gần đây. Ông nói rằng là Tổng thống Trump đã tập trung lại cái đất nước này và sự vĩ đại của nước Mỹ. Lý tưởng của tương lai một đảng quan tâm đến người lao động của Mỹ. Chính xác luôn. Chúng ta đã trở về lại nguồn gốc của đảng Cộng Hòa. Và chúng ta sẽ không quay lại cái đảng Cộng Hòa của ngày xưa, đảng Cộng Hòa của Bush. Chúng ta sẽ không quay lại cái đảng Cộng Hòa quan tâm đến giới tinh hoa. Cái đảng Cộng Hòa xa dịu cơ sở của mình bằng cách nói một điều nhưng mà làm một nẻo. Ông nói đảng Cộng Hòa nói một điều làm một nẻo đã chính thức chết. Đây là một đảng Cộng Hòa mới. Và thật sự tự hào khi nghĩ về cơ hội được vinh dự có mặt trên Thượng viện của Hoa Kỳ, đại diện cho người dân vĩ đại của Ohio, phục vụ chức vị Tổng thống Donald Trump. Đó là một điều mà thậm chí tôi không thể nào tưởng tượng được, và đôi khi phải tự véo mình để tin tưởng rằng điều này có thật và rằng tôi có mặt tại Thượng viện cùng với Tổng thống Trump, Moreno tuyên bố. Xin lỗi vì nãy tôi nói là Ohio nha, chứ không phải là Pennsylvania, lộn, bị tẩu quả cái từ Pennsylvania. Thì cái ghế này rất là quan trọng. Cái ghế này thì chúng ta dự đoán được chính xác 100%. Bởi vì tiểu bang Ohio là tiểu bang của đảng Cộng Hòa thì không có lý do gì mà chúng ta không giật lại cái ghế này như quý vị. Ông nói rằng là gì? Tôi nghĩ rằng những gì họ thấy sẽ là những thành công trong cuộc sống được trải nghiệm. Những cái chính sách đó được thực hiện và tôi sẽ hoàn toàn bắt tay về làm việc và đất nước này mang ơn Donald J. Trump vì đã hy sinh mà người đàn ông đã đền cho đất nước của chúng ta. Ông ấy sẽ là một nhân vật biến đổi lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước Mỹ. Không có gì sánh bằng và tôi một lần nữa vinh dự được thực hiện phục vụ tại Washington DC. Wow! Rất xúc động thượng nghị sĩ Moreno. Wow, và chúng ta có vẻ như đang lân lân trong chiến thắng. Lân lân trong chiến thắng ha, quý vị. Ok, có một cái bản tin hồi sáng này tôi bỏ đến cái trang mạng.
Trong cái trang mạng của Facebook của tôi đó, thì Tổng thống Trump sẽ lên kế hoạch rút ra khỏi cái hiệp định khí hậu của Paris. Thì điều này nó làm cho chúng ta không có ngạc nhiên như quý vị. Thành ra vì cứ an tâm vào điều này, tất cả những cái gì mà dưới thời của ông Joe Biden mà làm hại đến túi tiền của chúng ta, thì Tổng thống Trump sẽ rút ra hết. Rút ra hết, kính thưa quý vị. Dù gì đấy? Đây là bản tin mới đây. Sự kiện chuẩn bị như ngày lễ nhậm chức của Tổng thống Trump là thông báo đến từ Mar-a-Lago. Wow. Tổng thống thứ 45 và 47 của Hoa Kỳ hôm nay tuyên bố một cái tổ chức bất vụ lợi được mang tên Trump-Vance lễ nhậm chức sẽ đưa ra cái kế hoạch cụ thể cho lễ nhậm chức của ông. Và tất cả những công việc này được hình thành bởi co-chair của Tổng thống Trump, đó là ông Steve Witkoff và Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler. Thượng nghị sĩ này là Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa chúng ta tại tiểu bang Georgia cho đến 2022. Bà này là một tỷ phú nha quý vị. Thì thành ra rằng là wow, đây là một trong những cái mà thật sự chúng ta thấy cuộc đua của 2024 thì rất là nhiều thú vị và rất là nhiều sự gương mặt cũ trở lại trong chính quyền của ông. Cái lễ mà nhậm chức đó, nó phải có một cái tổ chức. Và cái tổ chức này nó rất là quan trọng là bởi vì nó oversize những cái số tiền để nhậm chức. Thì thành ra rằng là về nguyên tắc đó quý vị, nó sẽ có được một cái tổ chức bất vụ lợi và nhiều người đổ tiền vào đó. Cái quan trọng nó nằm ở chỗ đó. Cái quan trọng nó nằm ở chỗ là gì? Là họ có lợi dụng được cái tổ chức này hay không? Chẳng hạn như là cái lễ nhậm chức của thượng nghị sĩ, lễ nhậm chức của thống đốc bang tiểu bang Arizona. Trong cái lễ nhậm chức này nó thì một cái tổ chức buôn bán làm ăn nó đổ tiền cho cái ngày lễ nhậm chức của bà thống đốc của tiểu bang Arizona, một thành viên của đảng Dân Chủ. Ok. Rồi sau đó đó, tụi nó có cái hợp đồng của chính phủ và đang điều tra, mà tôi cũng chẳng biết điều tra tới đâu. Nhưng mà nhắc đến Arizona, tôi lại thích nhắc đến một nhân vật được mang tên là Meghan McCain. Cái con mẹp này dạo này, tôi thấy cho nó chuyện, tôi thấy năm nay con mẹp này ủng hộ cho ông Trump, nó bỏ phiếu cho ông Trump mà nó không nói đâu quý vị, tôi nghĩ vậy. Meghan McCain là con gái của John McCain với lại bà Cindy McCain. 23 tiếng trước tuyên bố là cái hệ thống kiểm phiếu của tiểu bang Arizona là một sự nhục nhã của nước Mỹ. Đúng luôn. Tới bây giờ mà chúng ta vẫn chưa có kết quả bầu cử. Hôm nay là ngày 9 tháng 11 của 2024 rồi. Thành ra bữa đó có ngày bầu cử mà vì chờ đợi kết quả của Arizona vì tiểu bang Nevada, có nước là mỏi con mắt luôn. Tới bây giờ chúng ta cũng chưa có kết quả bầu cử luôn. Bây giờ tôi nói cái con đường của Tổng thống Trump đến từ Georgia, North Carolina và cái con đường của Pennsylvania là ngắn nhất để chúng ta có kết quả bầu cử, ngày bầu cử. Thì tôi cũng chẳng biết cái năm nay nhỏ này nó có bầu cho ông Trump hay không, nhưng cái feeling của tôi là tôi nghĩ nhỏ này bầu cho ông Trump. Thôi, thì nó đã lỗi lầm trong quá khứ. Hy vọng rằng nó sẽ không có lỗi lầm trong tương lai. Không có lỗi lầm trong tương lai, quý vị. Ok. Tuyệt vời. Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời một lần nữa. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Tổng số phiếu phổ thông của Tổng thống Trump hiện giờ là 74.263.828 phiếu. Và số phiếu này đã vượt qua số phiếu của 2020 và 2016. Ok rồi thì wow, đây là một trong những bản tin tiếp theo nè. Cái đội tuyển chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump dự kiến sẽ chuyển cái trụ sở của EPA. EPA là cái trụ sở về môi trường á. Trụ sở về môi trường ra khỏi Washington DC. Cái này thú vị nha. Tôi nghĩ rất là nhiều cơ quan sẽ có nhiều sự thay đổi trong tương lai. Wow, we'll see what happens. Nhưng mà tất cả những tin tức này là đều hoàn toàn
có lợi cho cái phong trào của chúng ta. Một lần nữa, số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Ok, trong cái chương trình tổng hợp này, tôi muốn cho quý vị coi một đoạn video này để tôi có thể là honor một cái nhân vật. Đó là ông Scott tóc dài. Đây. Nhân vật Scott tóc dài. Cái đoạn video này mới surface cách đây không lâu. Đây. Trong cuộc rally tại Butler, lần đầu tiên tôi thấy một người mà âm thầm làm việc mà thật sự không nhận công mà không nhận chức. Đương nhiên nhận tiền phải sống, chuyện luôn bình thường, nhưng mấy tôi nó không nhận công, không nhận chức, đó là Scott tóc dài. Những cái tấm gương như vậy chúng ta cần phải để ý nha quý vị. Ok, đây. Đây là bài phát biểu của Scott tóc dài vào cuộc rally tại Butler. Ông này thì không có cái formula nào cả nha quý vị nha. Nhưng mà thật sự đối với tôi, cái đoạn video này rất là xúc động. Sáng tôi có coi một lần mà tôi nói tôi sẽ muốn trình bày cho quý vị trong cái chương trình tin tổng hợp này, để chúng ta cảm thấy những con người thầm lặng làm việc cho ông Trump, họ không cần danh tiếng gì đâu. Shorts for us today, so check out his legs. Look at this. I wish I didn't wear shorts today. Mom and Dad, I honor you on the stage today, Captain Robert Pressler and my mom, Carol Pressler. Pennsylvania, you have the power to change the world. Pennsylvania wins the White House. Wow. Cái đoạn này là quan trọng nhất. Đương nhiên cái vấn đề mà để honor ba má của ổng đó, đương nhiên là lòng hiếu thảo thì tôi không nói gì, đó là chuyện rất là bình thường một con người. Nhưng mà câu nói của ông nói về cái sự kiện Pennsylvania có quyền lực để thay đổi thế giới, mà đúng thật sự là năm nay cuộc cách mạng tại Pennsylvania giống như cuộc cách mạng của năm 1776. Quý vị nhớ rằng Pennsylvania là cái thủ đô của 13 cái tiểu quốc của chúng ta. Pennsylvania là cái nôi của cách mạng Mỹ mà quý vị. Mà ông nói câu này giật mình, tại tôi không có coi hết toàn bộ chương trình của cái sự kiện Butler, nhưng mà thật sự câu này nó test đúng cái trọng tâm. Cuộc cách mạng tại Pennsylvania năm nay là cuộc cách mạng cho thế giới. Nếu không có Pennsylvania mà được kho cho Tổng thống Trump thì câu chuyện tại Wisconsin nó không đơn giản như vị nghĩ đâu. Nếu Pennsylvania mà Tổng thống Trump thua, Wisconsin tụi nó sẽ lận. Mặc dù tôi không có bằng chứng, nhưng mà tôi biết nó chuẩn bị cái tư thế rõ ràng lắm luôn rồi. Càng về đêm mà đảng Cộng hòa chúng ta càng thất bại. Tại cái ngày bầu cử mà Pennsylvania mà kho lên một cái, rồi cả cái nước Mỹ, những người ủng hộ cho Trump hoàn toàn xúc động, rớt nước mắt. Trong khi đó cái đám dân chủ thì cũng rớt nước mắt luôn. Là nó bị điên luôn rồi. Tại lúc Pennsylvania mà kho cho ông Trump là ông đủ 270 đại cử tri đoàn, là tụi nó chỉ ngồi đó gãi đầu thôi. Nếu mà Pennsylvania năm nay mà không là cuộc cách mạng đó nha, thế giới này sẽ thay đổi và khác hoàn toàn. Lấy bây giờ vẫn còn kiểm phiếu đó, tôi nói cho biết, đồ quằn. Những con người nhỏ bé như này nè, là những con người thật sự nó làm cái groundwork rất quan trọng. Lần đầu tiên đảng Cộng hòa chúng ta thắng Pennsylvania với biên độ 2%. Biên độ này là biên độ của tiểu bang Georgia. Và ông Scott tóc dài này, ông khẳng định là tôi sẽ ở lại tiểu bang Pennsylvania và tôi sẽ biến nó trở thành một the next Florida của đảng Cộng hòa. Cái nôi cách mạng Mỹ mà. Butler là cái nơi ông Trump được che chở bởi những người cha đẻ của nước Mỹ, không một viên đạn tử thần. Tất ngày hôm nay vì thấy cái tiểu bang Arizona nó vẫn còn kiểm phiếu à.
tiểu bang Nevada nó mới kết thúc xong đúng thấy à. Như vậy đúng đúng cuộc cách mạng của Pennsylvania này năm nay là thay đổi thế giới rồi. Nếu mà ông Trump không đắc cử, thế giới sẽ thay đổi, những cuộc chiến sẽ tiếp tục triền miên, những cuộc chiến sẽ tiếp tục triền miên, rồi những cuộc chiến của Nga và Ukraine vẫn tiếp tục triền miên và nhiều thứ khác nhau, biên giới vẫn tiếp tục mở cửa, kinh tế vẫn tiếp tục tệ hại. Nếu mà thật sự ông Trump không đắc cử, Pennsylvania năm nay là một động lực rất lớn. Đương nhiên những cái tiểu bang còn lại cũng rất là quan trọng. Nếu không có những tiểu bang còn lại thì làm gì có tiểu bang Pennsylvania. Nhưng mà ý tôi nói là cái nền tảng là những tiểu bang còn lại như Pennsylvania thật sự là tuyến đầu, cái cuộc chiến mà thật sự nó nằm ở đó đó quý vị. Cuộc chiến tại Pennsylvania mới thật sự là trận chiến mà gọi là tiền tiến thật sự. Ok, đòi để nghe hết cái đoạn này ông nói cái gì. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh quý vị rằng cái lời nói của ông thật sự là đúng chính xác 100% luôn. So please, I ask you today, please check your voter status, make sure you're an active voter registered at your current address, and please visit vote.pa.gov and register to vote today. Yeah. A message to our union workers, we want your vote. We want to keep jobs here in America. To our beautiful Amish and Lancaster and across the state, we will protect your raw milk, your dairy, your farming, your school choice, your religious freedom, your ability to afford to have 10 beautiful children per family. To our hunters, 30% of you are not registered to vote. Please, our hunters, support the Second Amendment, register to vote. To our truckers that service us every single day, please request a mail-in ballot or vote early. Lock in those votes. To our sorority sisters and our fraternity brothers, please, you have the power. If you're going to school here in Pennsylvania, register to vote legally and lawfully here in the Commonwealth of Pennsylvania. I feel this from the top of my head to the tip of my toes. I love our great country. President Trump took a bullet for us. Please use your ballot and have his back on Tuesday, November 5th, and deliver Pennsylvania for Donald J. Trump. Thank you. À, rất là trọng tâm ha, trọng tâm ha, nó xúc động. 2 phút 30 second đủ đầy đủ tất cả mọi thứ cần chi tiết. Wow. Ok quý vị, ông John Nguyễn nó công lớn này cũng có công của Elon Musk. À, đương nhiên không ai từ chối công lao của Elon Musk được, mà thật sự Elon Musk chỉ là cái thuyền để đẩy thôi. Cái thuyền để đẩy có thể là đẩy thêm 1%, 1.5%, nhưng mà cái effort ở phía dưới đó, cái effort mà ghi danh bầu cử đó quý vị, à, nó mới thật sự là quan trọng. Tại cái danh bầu cử đó, đó, những người ghi danh bầu cử mới là những người most likely là khoảng 90% sẽ đi bầu. Cái phong trào ghi danh bầu cử năm nay, một con tóc dài này đó, Scott tóc dài, là ổng ghi danh gần cả 300-400 ngàn người, mày tin không? Mấy cái biên độ lớn như vậy, tổng thống Trump mới thắng 2% tại tiểu bang Pennsylvania. Ok, không ai denial cái công của Elon Musk được cả, nhưng cái phần của ông là phần khác, nó là phần ngọn gió đung đưa, còn cái gốc là nó phải là ghi danh cử tri. Thì sau này ông thúc đẩy mười mấy ngày sau cùng đó, thì nó giống như là một cái đợt sóng cuối cùng, đợt sóng cuối cùng nó đẩy cái thuyền đi tới. Ok rồi, vụ gì đây, có bản tin gì đây, ông Biden và ông Trump sẽ gặp nhau tại tòa bạch ốc vào ngày thứ tư. Woot. Trời ơi, tòa ông Biden quá. Tôi nghĩ ông Biden kỳ này vui lắm á. Ông Biden mà gặp ông Trump tôi nghĩ là rất là vui luôn, khẳng định 100%. Đây là bản tin nè, từ từ đây là bản tin tổng hợp tiếp theo. Mr. Joe Biden. Mr. Joe Biden, bây giờ mình tôn trọng ông xíu nha, giờ là
Ông là người về hưu rồi. Tổng thống Biden và tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ gặp nhau. Wow, 11 giờ tại Tòa Bạch Ốc ngày 13 tháng 11. Ngày 13 là ngày định mệnh. Ngày 13 tháng 7 là ngày định mệnh. Ngày 13 tháng 8, ngày 13 tháng 9, ngày 13 tháng 10, ngày 13 tháng 11. Vì tưởng tượng đúng cái ngày 13 tháng 7 của 2024 chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? 4 tháng sau, cuộc đời đã thay đổi kinh khủng cho quý vị, đừng đùa hoài. Thành ra đối với tôi, đó quý vị phải nên tôn trọng. Quý vị phải nên tôn trọng những người xung quanh quý vị. Quý vị tôn trọng những người mà nghèo hơn quý vị luôn. Tại đâu biết ngày nào nó giàu hơn quý vị đâu, đừng đùa hoài. Quý vị tôn trọng những người mà họ dở hơn quý vị. Đâu có biết ngày nào họ dở hơn quý vị, đâu biết được. Đó là trường hợp 4 tháng nó thay đổi hoàn toàn vì thế. Thành ra đối với tôi đó, cái mâu thuẫn gì cũng phải chùm con đường để cái hậu sau này. Giống như mối quan hệ partner hay là người thân, người thích vân vân cũng nên chừa cái hậu. Đừng có nên khùng điên cái mức độ mà đóng đến cái hậu. Chứ có trời mới biết được. Chưa biết. Người ta nói rằng là mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu, sổ số là chưa biết ai giàu ai nghèo mà. Y chang như vậy đó. Ngày 13 có tháng 7 và ngày 13 tháng 11 đúng 4 tháng luôn. Mà nếu mà thật sự mà chúng ta biết được cái tương lai mà 13 tháng 11 mà ông Trump gặp ông Biden để chuyển giao quyền lực kiểu này thì 4 tháng trước ai mà dám khẳng định được. Ai mà dám khẳng định được quý vị. Ok. Thông báo của thư ký báo chí. Chi tiết lần đầu tiên cuộc họp sẽ tập trung vào việc chuyển giao quyền lực chính quyền của Tổng thống. Bà Jean Perrier nói. Nhà này tôi bỏ tên vào rồi. Bà là Nguyễn thì vòng vòng, bây giờ thôi cho bà tên khác đi, kêu bà tên đàng hoàng đi. Giám đốc chiến dịch tranh cử tiền Trump của Trump Stephen Chung cho biết sau cuộc điện thoại của Biden rằng Trump rất của Biden rằng Tổng thống Trump mong chờ cuộc gặp theo ông Chung là bảo đảm sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ giữa hai chính quyền. Thì đó là câu chuyện là như vậy. Thì we'll see what happens. Nói chung lại thì ngày 13 tháng 11 là một ngày kỷ niệm luôn. Kỷ niệm 4 tháng ông Trump chết hụt. 4 tháng ông Trump chết hụt. Đến từ người về đến từ cõi chết. Mà khi người về đến từ cõi chết rồi thì không còn gì để cho ông chết nữa cả. Tin tôi đi. Thành ra là bước vào Tòa Bạch Ốc kỳ này vì thấy Tòa Bạch Ốc nó sáng sủa hơn. Sáng sủa hơn. Những cái hồn ma của Somewhere in America tới ngày đó là tụi nó sẽ chạy hết. Tin tôi đi. Ok rồi. Những món tin tổng hợp trong chương trình của ngày hôm nay. Một lần nữa số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Quý vị nào trong cái chương trình của Luncast Channel đó thì quý vị có cái membership của năm rồi. Thì người nào muốn renew cái membership thì nhắn vào số điện thoại 657-600-8888. Ok rồi, bây giờ trở lại câu hỏi vì trên live chat là gì đây? Từ câu hỏi có gì vui không? Từ để tôi dập câu hỏi vì có gì vui không nha. Ok, vì nào có những câu hỏi thì cứ tiếp tục đặt ra cái live chat. Để coi, đây. Đây là những cái live chat của chúng ta đây. Câu hỏi là mình chiến thắng rồi, khoan dung tha thứ những người gây ra tội. Cái đó là câu chuyện khác. Đảng Dân Chủ nó vô số tội mà, lo gì. Hôm trước bà Nguyễn Thị Vòng Vòng còn blame là bà Harris thua là vì con cô tập 19. Đúng rồi. Tới ngày hôm nay thì tụi nó vẫn cho rằng là cuộc đua của 2024 thất bại là bởi vì kinh tế được gây ra bởi cô tập 19. Thì tôi cũng không có cầm mình gì điều này đâu. Nhưng mà thật sự thì Đảng Dân Chủ mà, nó có thể đổ thừa mọi thứ. Có nhiều cái sự thật mà Đảng Dân Chủ nó không chấp nhận là gì là số người chết bởi cô tập 19 á với trời của Biden nhiều hơn Tổng thống Trump. Ok. Có người nói hy vọng cái đám ông Biden không làm gì ông Trump. Đừng đùa. Họ dám làm gì đây? Đây không phải là bàn môn yến. Có nhiều người lo cho ông Trump cái mức độ. Coi chừng nha ông Trump. Ông coi chừng nha, ông chừng đó nó đi ăn tiệc với ông Biden là bàn môn yến. Quý vị ơi, cái cuộc bầu cử nó xong rồi. Tôi không nghĩ Đảng Dân Chủ nó dám làm gì đâu. Tin tôi đi.
Thành ra rằng là nếu mà thật sự có làm đi nữa là tụi nó sẽ hợp tập hợp lại với nhau. Rồi những cái cơ quan như là FBI, CIA, tụi nó tập hợp lại với nhau. Và tụi nó sẽ tổ chức một cái bức tường để bảo vệ cho tụi nó. Mà cái điều đáng nói ở đây là gì quý vị? Cái điều đáng nói ở đây nè, là khi mà tụi nó tập hợp lại với nhau, tụi nó tấn công Trump, nó chuẩn bị nó tấn công Trump, mà tụi nó leaking cái thông tin này ra ngoài cho truyền thông. Cái này tụi bay mới chết nè. It doesn't matter. Nó có thể đưa ra triệu lý do và cho rằng là ông Trump như thế này, ông Trump như thế kia, thành ra tôi phải tự bảo vệ bản thân của tôi, vân vân gì vân vân. Nhưng mà trên nguyên tắc á, trên nguyên tắc, vì tụi bay có làm như vậy thì tụi bay cũng nên âm thầm mà làm, chứ thật sự không ai dám công khai truyền thông như vậy cả. Cái này là công khai tuyên chiến á. Công khai tuyên chiến quý vị. Những người mà không được bầu bởi cái chính phủ, vì nó như rằng là những người mà làm được chính phủ đó, là phải trung theo cái hiến pháp và lắng nghe lời tuyên bố của ông Trump, là bởi vì ổng là tổng tư lệnh hiện giờ. Có nhiều người nói cho rằng là tổng thống không có quyền tự FBI, FBI, CIA là gì? Đó là những cái tổ chức trong cái bộ tư pháp, vì bộ tư pháp nó thuộc về đảng Cộng hòa, thuộc về quyền lợi cũng là thuộc về cái quyền lực của tổng thống. Đây là cử tri, đây là cử tri của ông Biden, cử tri của Kamala Harris nè. Ok không, không, tụi nó sẽ tụi nó sẽ đi đâu với ông? Tụi nó sẽ đi nó đi Hawaii. Tôi coi cái đoạn này mà tôi té ngửa quý vị. Tội nghiệp cho cái đằng này là cử tri của bà Kamala Harris nè. Ok rồi, nó nói rằng là trong cuộc bầu cử này nó đi đâu? Nó đi Hawaii. Ta sẽ rời khỏi cái nước Mỹ nhưng mà ta đi Hawaii. Okay, so since Trump won the election, we're cooked. Yup. I'm gonna be leaving the U.S. and I'm gonna be moving to Hawaii. So we'll see how it goes, and I'll update you guys. Tính toán là bây giờ bầu cử chúng ta ngồi cười chút cho nó vui nha quý vị. Chứ thật sự cuộc đời của chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ rồi. Tôi sẽ bỏ nước Mỹ ra đi, nhưng mà tôi sẽ đi Hawaii. Hawaii là không phải là nước Mỹ. Hawaii là thành trì nào đó của Campuchia hay Lào hay là Trung Quốc là gì đó, chứ không phải Mỹ. Một cuộc khảo sát, đây là bản tin trừ đài của chúng ta. Xin tổng chào tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của The VL KT Business. Ok rồi, bắt đầu nha. Trong một cuộc khảo sát được công bố vào thứ sáu cho thấy một số công dân sẵn sàng di chuyển sau khi tổng thống đắc cử Donald Trump giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày thứ ba. StorageUnit.com đã khảo sát 1837 người đã bỏ phiếu cho bà Kamala Harris vào ngày thứ tư và phát hiện 54% cho biết họ muốn rời đi. Trang web đưa tin vào ngày thứ sáu. Trong số những người bỏ phiếu cho Harris thì 5% cho biết họ đã chắc chắn di chuyển và 5% cho biết sẽ di dời, 45% khá là muốn di dời nhưng có thể là 27% hoặc không chắc chắn là 17%. Trong số những người muốn di chuyển không nhưng không có khả năng di dời vì tài chính cá nhân, gia đình, mối quan hệ cộng đồng là những yếu tố giữ họ lại. Trong số những người đang cân nhắc hoặc có kế hoạch chuyển đi, 90% cân nhắc chuyển đến một quốc gia khác, 80% chuyển đến tiểu bang khác. Các quốc gia hàng đầu mà những người trả lời đang cân nhắc có thể là Canada 41%. Rồi năm nay neighborhood ở Canada có bộ nhận nhiều người rồi nha. Nhận rất là nhiều người, xin chia buồn cùng quý vị ở bên Canada. Canada trở khi nào trở thành đống rác của nước Mỹ tôi cũng chẳng biết luôn. Thành ra ai sống tại Canada tôi chia buồn quý vị. Rồi 19% sẽ đi bên Anh Quốc. Mexico là 16%. Các tiểu bang hàng đầu sẽ di chuyển. Trời ơi khổ quá quý vị ơi. Tiểu bang hàng đầu mà mọi người cân nhắc di chuyển là chuyển đến California 14%.
Chết rồi. Tôi mới chửi Canada xong bây giờ tôi tát vào mặt nó cái bóp. Tại vì California mới trở thành cái đống rác nữa rồi. Đây là rác nội địa, còn Canada là rác quốc tế. Ok. Chỉ đến California là 14%, New York là 8% và Colorado là 8%. Bởi vậy tôi nói tỉnh đoạn nói tin tức mà lộng cộng là chết. Bây giờ tự tán vào mặt mình chẳng cái gì, ói ra để ăn lại. Do có sự chồng chéo giữa những người đang cân nhắc một quốc gia khác và những người đang cân nhắc đến một tiểu bang khác, có lẽ một số người vẫn chưa quyết định họ sẽ đi về đâu. Trời đất ơi, anh đi phạm trên live chat nói rằng là Canada không nhận rác. Sorry anh nha, mà có nhận hay không thì anh cũng phải chịu thôi. Ok rồi, giống như tôi nè, tại tiểu bang California, vì nó đổ về tiểu bang California thì thật sự tôi cũng phải chịu thôi. Ok, để trả lời những cái vấn đề như là phá thai, bất bình đẳng, chủng tộc, quyền tuyến bầu được đảo ngược là mối quan tâm hàng đầu của họ. Thì trong chiến dịch lịch sử chiến thắng của Tổng thống Trump thì nhiều nhân vật tinh hoa Hollywood đã rời khỏi cái nước Mỹ. Thì đó là khảo sát là như vậy thôi, nhưng mà thật sự nó với tôi đó, tụi nó cũng chẳng đi đâu đâu quý vị ơi, tin tôi đi. Chẳng đi đâu đâu, tụi nó cũng thành tà tà chỗ đó thôi, giống như hồi xưa mình thấy khi mà ông Trump thất bại của 2020, tôi nói là hãy tiếp tục đừng lo lắng, chúng ta ngồi đây chúng ta chiến đấu, chẳng đi đâu cả, cuối cùng chúng ta trở thành người chiến thắng cho 2024. Ok, welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình. Trở lại chương trình của buổi trưa ngày hôm nay của chúng ta, số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Ok, bây giờ tôi trở lại bản tin này cũng khá là quan trọng cho quý vị nè. Một cái nhân vật mà chúng ta thường biết đến đó là bà Susie. Thì có bài viết trên tờ báo The Epoch Times đó, thì tôi thấy là cũng đưa ra những cái điều rất là lý thú về bà này. Từ từ tôi sẽ trình bày cho quý vị. Nhưng mà có bản tin này tôi cảm thấy chấn động, đó là bắt đầu sau cuộc bầu cử và chiến thắng đó quý vị. Ông Joe Rogan ông mới đưa ra những cái lời bình luận phía sau cái lời bình luận phía sau gọi là sau cái cánh màn á về sự kiện của bà Kamala Harris. Lý do đó mà tại sao chúng ta rất là tin tưởng là ông Trump sẽ chiến thắng là như vậy, bởi vì trong bản chất ông Joe Rogan nói đó, bà Kamala Harris muốn lên cuộc phỏng vấn của ổng, nhưng mà phải có một điều kiện á, là cuộc phỏng vấn nó phải edit lại. Kinh chưa? Thì đối với tôi đó là sự nhục nhã của một ứng cử viên. Joe Rogan và Devon tuyên bố là đội trưởng của bà Kamala yêu cầu nếu mà thật sự họ có thể edit cái interview của bà. Thật ra tôi mới đặt câu hỏi rằng là nếu mà thật sự là một ứng cử viên tổng thống mà tại sao phải là edit? Giống như tôi vì thấy không? Một là tôi giấu luôn video. Tôi không cho vì coi. Còn hai là cho vì coi hết. Chứ mắc gì phải edit. Đây là cái đoạn của ông Joe Rogan nè. Thành ra tôi mới cho vì thấy. Rất thú vị, và welcome một lần nữa quý vị trở lại chương trình của The VLKT Business, ok? The reason why I wanted to talk to Kamala Harris, I'm like, I bet there's a person in there. I bet I can get to that person. Yeah. I wanted to find that person. I don't want to hear all the speeches. I don't want to hear, I was raised middle class. I don't want to hear any of that shit. She's a roller skater, you know that? No, I would love to find that out. Yeah. I would love to talk to her about all kinds of shit. I literally said, like, because there was a few restrictions of things they didn't want to talk about. But I said, I don't give a fuck. I go, get her in here. Like, whatever you want to talk about. And they want to know if I edit. I'm like, there's not going to be any editing. There's no editing. Yeah. We're not going to edit. But
Yeah, that's the same thing. Quen rồi. Thì đó là những cái màn mà sau cuộc bầu cử đó. Thì từ chúng ta mới thấy được cái cuộc campaign của bà Kamala Harris về nguyên tắc là bà là một ứng cử viên quá tài. Quá tài chứ không phải là gì cả nha quý vị. Ok. Bây giờ trở lại cái bản tin cập nhật tiếp theo đặc biệt của chúng ta. Rồi trên live chat nhau đủ chưa? Rồi có 654 khán thính giả trên live chat. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Trước khi vào bản tin tiếp theo, trên là một câu hỏi nào trên live chat để ta. Cử tri Kamala muốn đổi chỗ ở, xin qua Trung Cộng, Bắc Triều Tiên, Cuba, Việt Nam, thiên đường đáng sống, tha hồ mà kéo bài, kéo bạn. À, làm sao mà tụi nó dám qua Bắc Triều Tiên được? Không có sao mà nó dám qua Bắc Triều Tiên được quý vị. Mà những đứa mà bỏ cái đất nước Mỹ ra đi đó là những đứa như thế này nè, tôi thể vì nghĩ rằng nó dám qua Bắc Triều Tiên. Đây, mà những đứa như thế này vì nghĩ rằng nó dám qua Bắc Triều Tiên à. Nè. Okay, so since Trump won the election, we're cooked, yup! I'm gonna be leaving the US, and I'm gonna be moving to Hawaii. So, we'll see how it goes. And I'll update you guys. So since Trump... Cỡ thằng này nó dám qua Bắc Triều Tiên? Hay là nó dám qua Cuba? Nó qua Trung Cộng? Tôi đau vào điều này nha. Tôi đau vào điều này à, đừng đùa hoài. Giỡn hoài. Mày thằng này qua Bắc Triều Tiên. Nào nó không huấn luyện thành công thì tôi chết liền. Có thể là nó qua Bắc Triều Tiên nó sẽ biến trở thành một con người thẳng đứng hơn. Nhưng mà ý tôi nói, vì nghĩa rằng cử tri của Đảng Dân Chủ thật sự giống qua Bắc Triều Tiên. Chuyện này không thể nào diễn ra được đâu quý vị, tin tôi đi. Ok rồi. Sẵn nhắc đến sự kiện của Joe Rogan và vấn đề truyền thông đó, và đặc biệt là truyền thông YouTube quý vị, tôi nghĩ cái người chiến thắng nhất đó là người Mỹ với tiếng nói tự do. Và người Mỹ với nói tiếng tự do là họ đã bypass tất cả những cái truyền thông, chẳng hạn như là truyền thông của cable news như là CNN, MSNBC. Thì cái người come out on top là cái người mà chiến thắng nhất trong vấn đề truyền thông YouTube không đâu khác là Joe Rogan. Từ từ để tôi trình bày cái bản tin của Joe Rogan, là tôi đưa lại cái luận điểm cho vị thấy tại sao tôi nói như vậy. Đến cái mức độ mà Đảng Dân Chủ hiện giờ đang rất tiếc là bà Kamala không xuất hiện trên chương trình của Joe Rogan. Người dẫn chương trình podcast Joe Rogan cho biết ông coi chiến thắng trong cuộc bầu cử của tổng thống đắc cử Donald Trump là cơ hội để thu hẹp chia rẽ và đoàn kết đất nước của chúng ta. Đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump tránh tấn công những người đối lập, thay vào đó tập trung vào việc trở thành nhân vật đoàn kết khi ông chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ 2 của Tòa Bạch Ốc. Thì cái lời khuyên này cũng hợp lý thôi. Rồi quý vị sẽ thấy một hình ảnh rất thân thiện của Donald Trump với lại Joe Biden vào ngày 13 sắp tới đây. Ngày định mệnh 4 tháng trước của ông Trump là ngày 13 tháng 8. Và cuộc gặp của Tổng thống Trump và Joe Biden là ngày 13 tháng 11 sắp tới đây. Đây là cuộc gặp mang tính chất đoàn kết nha quý vị. Giống như cuộc gặp của ông Trump và Obama khi mà Tổng thống Trump đắc cử của 2016. Joe Rogan chia sẻ với khách mời đó là Dave Smith trong một tập podcast phát sóng ngày 7 tháng 11 rằng đây là một trong những lần đầu tiên có cơ hội thật sự để tạo sự thay đổi hữu hình, mang lại lợi ích cho đất nước của chúng ta. Ông Rogan nói, ông ấy phải đoàn kết mọi người. Ông ấy phải không tấn công cái phe cánh tả, không tấn công mọi người để họ biết rằng phải đoàn kết lại với nhau là bên đất đoàn kết mọi người. Thì cái điều này là cái điều mà tôi nghĩ gì mang tới chính trị thôi. Nhưng mà thật sự we'll see what happened, cái Đảng Dân Chủ sẽ làm gì Tổng thống Trump? Mà nếu mà trong cái môi trường
Về chính trị hiện giờ đó thì tôi nghĩ cái vụ án của ngày 20 tháng 11 sắp tới đây, khi thẩm phán Mohsen mà có cái tuyên án cho Tổng thống Trump, tôi nghĩ là officially over, giống như sự kiện của Jack Smith. Ok rồi, cái bài viết rất dài trong cái chương trình của The Apple Times. Nhưng mà điều mà thật sự cái tôi muốn nói về là cái năm nay cái truyền thông YouTube đã lên ngôi. Truyền thông YouTube lên ngôi. Và cái truyền thông mạng xã hội lên ngôi. Và sự ảnh hưởng của Joe Rogan thật sự rất lớn, đặc biệt là cử tri nam giới. Bởi vì cái chương trình của Joe Rogan là cái chương trình mà rất là nhiều người nam giới họ xem. Đến cái mức độ mà quý vị mới thấy chương trình của CNN, nó bắt đầu cảm thấy tiếc tại sao bà Kamala không xuất hiện trong cái chương trình của Joe Rogan. Cái điểm mấu chốt là bà ta không đủ trình độ để xuất hiện trong cái chương trình của Joe Rogan. Mà Tổng thống Trump, mở tôi quên cho vì coi cái bản đồ. Quý vị rằng là về cái nguyên tắc đó, trong 3 ngày mà trước cuộc bầu cử đó nha, thì tụi nó mới dẫn ra một cái chương trình rất là giả tạo của đảng Dân Chủ và cho rằng là tất cả những cử tri chưa quyết định sẽ đổ về cho bà Kamala Harris. Nhưng mà sau khi cuộc thăm dò ý kiến xong, sau kết quả cuộc bầu cử và exit poll xong đó, thì tôi mới nhìn là những cái data mà tụi nó đưa ra qua một cái bản đồ là tất cả những cử tri mà chưa quyết định trong ngày bầu cử đều đổ cho ông Trump hết. Mà đặc biệt là những cử tri đàn ông. Thì tôi nghĩ sự xuất hiện của Tổng thống Trump trong cái chương trình của Joe Rogan, sự xuất hiện của JD Vance trong chương trình của Joe Rogan cũng tác động rất lớn, đặc biệt là cử tri nam giới. Năm nay ông Trump thật sự tăng điểm cử tri nam giới mà chẳng thua điểm bao nhiêu của những cử tri phụ nữ. Thì thành ra rằng là cái đảng Dân Chủ bắt đầu đang tiếc nuối. Đáng tiếc cho Dubai là bởi vì Dubai install, Dubai đảng cử dân bầu một ứng cử viên mà bản thân của đảng Dân Chủ bầu cử sơ bộ của 2020 từ chối bà Kamala Harris tại cái vòng gửi xe. Với cái mức độ mà bà Tulsi, bà nướng bà Kamala trong cái chương trình tranh luận của đảng Dân Chủ ai còn nhớ. Bà Kamala không nhận được một đại cử tri, không nhận được một cử tri nào trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ như quý vị. Và đây là cái đoạn tiếc nuối của cái đám đảng Dân Chủ trên chương trình của CNN nè. You and I were speaking at one point earlier. You were talking about algorithms, all kinds of data that was available that you were, you know, people were going to be presenting to the Harris campaign. Sure. And I suppose you're going to say that fall on deaf ears to a large part. Yeah, Van's right. They were like, you know, we've got it. And they didn't have it. And one very obvious missed opportunity is that Joe Rogan is the biggest audience in the country. It's disaffected, low propensity men. Andrew Young cũng là một luật sư đến trường đại học nổi tiếng hay như là Yale thì phải. Thì bây giờ họ có bình luận đó. Có một cơ hội mà bị mất bởi Kamala Harris là không xuất hiện trong chương trình của Joe Rogan. Đến cái mức độ mà chương trình CNN còn phải công nhận chương trình Joe Rogan mà. Rồi bắt đầu tụi nó mới công nhận cái operation của Tổng thống Trump của những người trẻ như là ông Scott tóc dài, Charlie Kirk. Ok. Thì tại sao nó là cái chương trình của Joe Rogan là quan trọng là bởi vì rất là nhiều cử tri nam tại đó. Low intensity tức là chương trình chích chát rất là bình thường. Và đây là ông nói nè. Kind of the audience that the Harris campaign should be trying to reach, it was much more upside than anything else. Kamala goes on, Tim Walz goes on, and then you have millions of men who are exposed to the Democratic message and Never they turned happened. It down because she was too busy. I mean, like that it makes zero sense, except in the context that the team just didn't have confidence in her to do it, which would be its own issue. Unless you think he's being mean, 48 million views for the Rogan Trump interview on YouTube alone. Which was what, a 3-hour interview? A 3-hour interview with 48 million views. Không biết có bài hát nào mà là tiếc nuối không trời, còn chi đâu em ơi. Không biết ai cho tôi biết cái gợi ý, tôi không có rành hát hò lắm. Mà tự nhiên dạo này tôi muốn làm ca sĩ mà tôi không biết lý do tại sao.
Bây giờ nó ngồi nó tiếc nuối 48 triệu 48 triệu view trong cuộc tranh cử của Tổng thống Trump và interview của Joe Rogan. Còn gì đâu em ơi. Hả? Ok. Để so sánh lại cái cường độ của nó, cái tần số đó, chúng ta phải lấy lại cái đoạn video của bà Kamala Harris xuất hiện trong cái chương trình đú đẩn được mang tên là cái gì đá đì, tôi quên mẹ nó tên, tự nhiên đầu óc bây giờ nó căng thẳng quá. Mấy ngày hôm nay cứ trong đầu của tôi là màu đỏ không? Toàn là màu đỏ, toàn là MAGA, hình ông Trump, toàn là những con số màu đỏ, nằm ngơi cũng thấy màu đỏ luôn. Ngày qua lại thấy coi, rồi thấy đủ thứ trò cả. Chương trình gì quên mà gì đá đì tôi quên mất tiêu. À, co hơ đá đì, ơi. Co hơ đá đì. Quý vị biết rằng là cái chiến dịch của bà phải trả cho bà co đá đì là six figure. Six figure tức là mấy trăm ngàn đô. Mà tôi cũng chẳng biết là the high six figure hay là the low six figure. Nếu mà the high six figure là 999.999 đô la, còn the low six figure là 100.000 đô la. Nó chỉ nói rằng là six figure thôi chứ thật sự tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu tiền cụ thể mà bà Kamala Harris phải trả tiền cho cái chương trình Call Her Daddy mà tôi là chương trình đú đẩn. Chương trình nói về tình dục và nhiều thứ khác nhau. Mà cái chương trình đã đúng có 1 triệu view rồi. 1 triệu view. Mà trong khi đó Joe Rogan là 43 triệu view. Riêng với lại GD Van là khoảng 20 mấy triệu view. Thì thành ra Tổng thống Trump sáng ngày hôm nay sáng ngày hôm nay khi ông biết được rằng là cuộc tranh cử của bà Kamala 2 tỷ đô la, 2 tỷ nha quý vị, 2 tỷ mà vẫn còn thiếu nợ 20 triệu. Chị Anh Phương Trưng đó là 20 triệu trả cho con Daddy. À cái này tôi không confirm được con số mà tôi biết rất là nhiều. Thành ra lý do mà tại sao tôi đã ủng hộ cho đảng Dân Chủ đó quý vị, tin tôi đi, tiền không mà quý vị ơi, tin tôi đi. Còn chi đâu, còn chi đâu. À, từ từ, cái này phải gọi cho chú Chế Linh. Dòng thế mà còn chi là Chế Linh là trùm về điều này. Đây. Bởi vậy Tổng thống Trump á, ông mới lên ông cho bà Kamala một cái lời khuyên làm sao mà đốt 2 tỷ đô la mà thất bại cuộc bầu cử quý vị. Cái đảng Cộng Hòa của chúng ta thật sự chưa bao giờ mà gây quỹ tới 2 tỷ đô la đâu. Và thành ra một đám nó bu vào đảng Dân Chủ nè. Cái đám truyền thông nó bu vào đảng Dân Chủ, nó không phải là nó thương đảng Dân Chủ. Nó cũng chẳng thương gì chính sách của bà Kamala cả. Nó bu vào cái đảng Dân Chủ vì nó bu vào cái 2 tỷ này đây nè. Cái đám truyền thông trong cái con đường song hành này nó cũng tương tự thôi. Nó bu vào cái 2 tỷ này nè. Quý vị nghĩ rằng chắc mấy cái đám mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ tại đây nó không nhận được tiền bạc chứ. Đừng đùa hoài. Nó nhận được tiền quảng cáo luôn. Bây giờ ông Trump viết nè. Tôi rất là ngạc nhiên. Khi cái đảng Dân Chủ đã chiến đấu rất mạnh mẽ vào 2020. Và đã có rất là nhiều tiền. Và hiện giờ không còn đồng tiền nào cả. Ghê chưa? Ông nói rằng là ok, ông nói là earn media. Và ông recommend luôn. Ông nói là desperate, là tuyệt vọng để đoàn kết lại. Ông nói chúng tôi có rất là nhiều tiền left over. Thì đó là cái ông Trump ông chọc quê hồi sáng ngày hôm nay là như vậy. 2 tỷ. Thì đó. Lên của chương trình đó mà trả mức bầu lớn như vậy thì chúng ta tưởng tượng đi. Thành ra vì thấy mấy cái đám nào mà đi bu vào những cái cuộc campaign của đảng Dân Chủ đó. Đảng Dân Chủ đó quý vị. Được trả công rất là hậu hĩnh nha. Đừng đùa quay. Ok rồi. À, đó là những bản tin đặc biệt. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình cũng như bản tin đặc biệt một lần nữa. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. À, cập nhật cuộc kiểm phiếu tại tiểu bang Arizona bây giờ tổng cộng còn lại là 585.000 phiếu vẫn còn chưa kiểm. Ta đã coi chưa từng có.
Em không kiểm như tới ngày mốt luôn đi, dám lắm nó kiểm như từng sao với đường đô vậy. Thành ra cái tiểu bang Arizona này thật sự là unreliable. Chiến lược của 2028 của chúng ta tôi nghĩ nó vẫn tiếp tục. Nó vẫn tiếp tục sẽ là tiểu bang Georgia, North Carolina và tiểu bang Pennsylvania. Ok rồi, để coi coi có những cái bản tin nào vui hay không. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Trở lại câu hỏi trên live chat. Bà gì này, câu hỏi trên live chat là kèo thơm. Ừ. 2 tỷ mà không thơm mới lạ. 2 tỷ mà không thơm mới lạ quý vị. Đừng đùa hoài. Nhiều tiền chứ. Thành ra tôi cũng chẳng biết rằng là sau cuộc bầu cử thì ai giàu, ai nghèo, ai thắng ai thua. Nhưng mà thấy truyền thông là thắng nhất luôn. Hốt bạc. Truyền thông hốt bạc trừ tôi thôi. Tôi không có dính dáng được cuộc campaign của ông Trump nha quý vị. Thì tôi nói như vậy để không có công. Nhiều người đặt câu hỏi chắc vô luôn nhận tiền nhiều từ ông Trump lắm. Cái đài của tôi như cái lũ mũi nó cũng chẳng có ai nghe cả. Cao lắm được 5-6 ngàn người là cùng. Chẳng có thay đổi được lá phiếu nào đâu. Vì nguyên tắc cái đài của tôi là tin tức cho nó vui để vì có chỗ để enjoy cuộc đời đi chứ thật sự. Cũng chẳng có influence được ai đâu. Có nhiều người đặt câu hỏi là xin bắt tử nam được bao nhiêu. Đừng đùa quay. Khi mà tụi nó đem cái tín dụng của một cái đài ra mà để bảo lãnh cho đảng Dân Chủ thì tụi nó phải nhận rất là nhiều tiền. Tôi không biết là nhiêu tiền, tôi không biết được. Nhưng mà trên cuộc đời này tôi không nghĩ rằng tụi nó làm phi cho đảng Dân Chủ đâu quý vị. Mà khi tụi nó nhận một lần rồi thì tụi nó sẽ không bao giờ bị, tụi nó sẽ không bao giờ mà trốn khỏi được lần thứ hai cả. Ok. Tình hình Hạ viện như thế nào là Vũ Luân? Ở Hạ viện thì nó cũng ok quý vị. Nói chung là chúng ta cũng sẽ nắm cái Hạ viện. Nhưng mà nguyên tắc là chúng ta không có cộng được đường ghế nào cả. Bởi vì khi chúng ta bước vào cái Hạ viện đó thì chúng ta có tổng cộng là 220 ghế. Thì hiện giờ là chúng ta có 216 ghế đã được call. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi những cái ghế chưa kho thôi. Ví dụ như chúng ta đang chờ đợi ghế của tiểu bang Alaska là chúng ta sẽ có 217. Ghế tại tiểu bang California là chúng ta sẽ có thêm là 218 là chúng ta sẽ đủ ghế. Nhưng mà theo tính toán của tôi thì cao lắm thì cái đảng Cộng Hòa không mất ghế là vui rồi. Có thể là 220 ghế, sự dự đoán thôi. Thì thành ra rằng chúng ta không cầm được ghế nào cả trong năm nay, rất là tệ. Còn riêng cái thượng viện thì tờ báo AP thì coi tiểu bang Pennsylvania cho ứng cử viên McCormick của chúng ta. À, nhưng mà một số cái công ty khác nó vẫn chưa coi. Bởi vì nó nói rằng là còn 100.000 cái phiếu come out of nowhere để kiếm. Thì tôi cũng chẳng biết 100.000 cái phiếu đến từ đâu. Đến từ đâu. Nên thành ra rằng đó tiểu bang Pennsylvania hiện giờ rất là fishy. Nếu mà cái ghế này mà chúng ta đang dẫn 0.5 điểm mà AP call cho đảng Cộng Hòa chúng ta mà chúng ta mất cái ghế này đó là cần phải mở một cuộc điều tra thôi. Hơn là Tổng thống Trump tại đây ông thắng biên độ 2%. Biên độ 2% nên thành ra rằng là tụi nó không dám làm được gì cả là bởi vì nó quá lớn quý vị. Nó quá lớn. Khi tất cử bà Kamala làm gì để trả 20 triệu đô la? À, dễ lắm anh ơi. Anh Lâm Phạm trên live chat. Thì họ sẽ lấy cái quỹ của đảng Dân Chủ trả. Không sao cả. Nói chung lại thì 20 triệu này đó, tức là mặt thiếu nợ 20 triệu về nguyên tắc á, là tôi nghĩ 20 triệu trả lương cho những người cuối cùng trong cuộc bầu cử thôi. Ok. Có người đặt câu hỏi về công ty AMAT, tức là công ty Applied Material Inc.
Công ty này hiện giờ giá thực tế là 150 đồng. Mà giá thực tế của thị trường là 192, nhưng mà giá định giá là cỡ 150, công ty này overvalue, cẩn thận. Ok, ông Mike Pence còn một đống nợ sao chưa biết ra sao. Ở cái này là tài ổng đó quý vị. Ông cựu phó tổng thống Mike Pence là dĩ vãng. Ông mắc nợ là tài ổng đó chứ, thật sự cuộc đời của ổng tôi nghĩ nên trốn ở chỗ nào cho nó vui đi chứ, giống như ông Bush đó. Nói gì nói chứ chúng tôi phải công nhận là có một sự tôn trọng nào đó cho ông Bush trong cái giai đoạn hiện giờ. Tức là suốt cái thời kỳ có phong trào MAGA của tổng thống Trump của 2015-16 đó, là ông Bush gần như là không có đụng vào gì cả. Không có đụng vào gì cả. Tức là ông Bush không có comment công khai. Vì trong nói như thế nào tôi không biết. Nhưng mà at minimum là ông không có công khai ở ngoài. Không có trắng trợn giống như Cindy McCain. Không có trắng trợn giống như là con gái của Cindy McCain, đó là Meghan McCain của 2015-16 hay là Mitt Romney, tôi giả sử như vậy. Thì thành ra là cựu tổng thống Bush đến được tiểu bang Texas thì tôi vẫn cho ổng được một cái điểm tôn trọng. Chẳng thà đừng nói gì cả. Nhưng đầu bạc Mike Pence là mất hết tất cả rồi. Cái ngày mà đầu bạc Mike Pence quyết định tranh cử cho 2024 chống lại tổng thống Trump là coi như sự nghiệp chết luôn. Mất đi phần còn lại của sự tôn trọng đến cái mức độ mà cử tri tại Iowa họ chẳng khe luôn. Chẳng khe. Thành ra trong cái chính trị đó quý vị, nó phải có một cái gách. Thành dự đoán chính trị nó cũng tương tự như vậy. Quý vị có một kiến thức căn bản, nhưng quý vị phải có được một cái feeling, tôi gọi là cái sức sen bắt buộc. Như tổng thống Trump ông feel được. Ông feel được, thành ra đang bị thấy là khi ông bước ra tàu bà đốc, tôi nghĩ một ngày đó ông sẽ trở lại. Thì đúng thật sự. Tôi hy vọng là ông không trở lại. Mặc dù tôi biết rằng là khả năng trở lại rất cao. Là bởi vì ông không worth it để trở lại. Khi mà ông đã làm tất cả cho chúng ta. Nhưng mà ông lại trở lại. Sự trở lại của ông xém chút là trả bằng cái mạng sống nha quý vị. Quý vị không thấy à? Michelle Phạm trên live chat nó nghe nói tại sao Bush có endorse Kamala. Đó là những cái tin giả đó quý vị. Endorse Kamala là con gái của ông Bush. Con gái của ông Bush đó là con nhỏ gì đó, Jenna Bush, Jenna Bush gì tôi quên mất rồi. Chứ không phải là ông Bush nha. Nếu mà thật sự ai nói rằng là tổng thống Bush 43 của Hoa Kỳ, George W. Bush ủng hộ cho bà Kamala endorse công khai, thì tôi, as far as tôi biết là không có. Có thể là tôi không cập nhật đủ quýt kịp tin tức, nhưng mà tôi nghĩ là không có. Bush 43 không bao giờ công khai ủng hộ cho ông Trump hoặc là bà Kamala cả. Chỉ có con nhỏ Jenna Bush là con nhỏ con của ông Bush thôi. Thì nó cũng giống như là con của ông Rudy Giuliani mà đi ủng hộ cho Kamala. Nó ông câu kinh điển là ông Trump ông Trump take away my daddy. Ai còn nhớ câu đó? Ông Trump take away my daddy. Ok rồi. Bây giờ thì nhiều người cho rằng là tiểu bang Arizona đang trở thành một cái vấn đề gian lận bầu cử. Họ đừng than nữa, nếu mà thật sự năm nay mà chúng ta mất cái ghế tài mất cái ghế tại Arizona, không lật được cái ghế mà đừng than gian lận, nó khổ quá đi. Quý vị cũng thừa biết là cái đảng Dân Chủ nó không bao giờ công khai cả. Thì cái câu đó là chúng ta phải assuming là có, nhưng cái quan trọng nằm ở chỗ đó. Quan trọng nằm ở chỗ là chúng ta giải quyết như thế nào thôi. Còn cái vấn đề này mà chúng ta thua mà giờ ta nói gian lận là thối rồi. Như tôi nói quý vị, cái lận nó có nhiều loại lắm. Chứ đâu phải rằng là bỏ cái lá phiếu vào kiểm là một loại lận, có đâu. Cái cuộc bầu cử, tôi nhắc lại một lần nữa, cuộc bầu cử của 2024 mặc dù Trump chiến thắng, nhưng cuộc bầu cử này thật sự có thiên có công bằng hay không? Ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử không công bằng nha quý vị. Tôi nói rất là rõ ràng về điều này, nhưng mà thật sự nói về fair đó, là cuộc bầu cử này không có công bằng.
Nếu công bằng thì ông Trump cũng bị truy tố tại 4 vụ truy tố. Đây là điểm không công bằng đầu tiên. Chưa có một ứng cử viên tổng thống nào mà mang danh là một tội phạm chuẩn bị tuyên án, bị kết án hình sự bởi một cái chính đảng đang cầm quyền, đó là đảng Dân Chủ. Trong bản chất, cái moment mà Tổng thống Trump bị truy tố là một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là đã không công bằng rồi. Cái cuộc bầu cử thì từ đầu nó không công bằng rồi chứ không phải là công bằng. Nhưng mà ông Trump vượt qua sự không công bằng này để chiến thắng, nó trở thành người chiến thắng. Cái này tôi giải thích rất là rõ ràng về điều này rồi. Còn vấn đề đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Arizona đó, thì họ phải tự chịu cái trách nhiệm chứ sao giờ. Ok. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong cái chương trình tiếp theo của The VLKT News, VLKT Business và Luncast YouTube Channel. Và đây là Võ Luân. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Ok. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chúc quý vị buổi trưa thật là an lành. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình của Đêm Tâm Sự tối nay, trong chương trình Luncast YouTube Channel. Chào tạm biệt.